Kính chào quý vị khán giả của chương trình Cà phê Sáng. Hằng My và Công Thanh rất là vui được trở lại cùng với chương trình. Thưa quý vị, cà phê mùa dịch chắc hẳn sẽ có nhiều câu chuyện xung quanh tình hình dịch bệnh, phải không chị Hằng My? Vâng, đúng như vậy. Và ngày hôm nay thì Hằng My sẽ giới thiệu đến quý vị một câu chuyện về tinh thần vì cộng đồng trong mùa dịch của những cô giáo mầm non ở Thái Bình đã chuẩn bị những suất ăn nghĩa tình phục vụ y bác sĩ và bệnh nhân tại bệnh viện trong thời gian bị phong tỏa. Nhưng mà trước khi đến với câu chuyện đầy tính nhân văn này thì mời anh Công Thanh cũng như là quý vị tham quan vườn bưởi ruột hồng, vỏ hồng của một nông dân ở Vĩnh Long. Thưa quý vị, trước giờ thì miền Tây Nam Bộ nổi tiếng với hai loại bưởi là Năm Roi và Da Xanh. Thời gian gần đây thì một nhà vườn ở Vĩnh Long đã trồng thành công một giống bưởi mới có vỏ, ruột đều là màu hồng, ăn rất ngọt và thơm. Dù chỉ mới xuất hiện, nhưng với lợi thế màu sắc bắt mắt, giá bán cao, nên một số nhà vườn hy vọng đây là bưởi vua đem lại giá trị kinh tế cho người trồng. Người đang sở hữu giống bưởi lạ ở miền Tây là anh Lê Vĩnh Thọ, một nhà vườn ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Tên giống bưởi này được gọi là Tam Hồng, có nguồn gốc từ Phúc Kiến, Trung Quốc. Vào 3 năm trước, giống được anh Thọ mang về trồng thử nghiệm tại vườn nhà. Trong một dịp tôi đi công tác ở tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, thì vô tình được một người khách mời ăn. Xong rồi tôi thấy cái giống bưởi này ngon. Cho nên tìm tới tại vườn của họ bên Trung Quốc là nhập về và nhờ một cái công ty Học viện Nông nghiệp của Hà Nội nhập về 150 cây và trồng thử nghiệm trên cái vùng đất Vũng Liêm, Vĩnh Long này của mình. Thì cái thời gian trồng từ khi trồng đến khi mà ra bông đầu tiên thì tầm khoảng từ 18 đến 20 tháng. Khi nhập giống về trồng, bưởi Tam Hồng phát triển tốt, thích ứng với khí hậu và thổ nhưỡng ở miền Tây. Sau 3 năm trồng, cây đã cho 2 vụ trái. Theo anh Thọ, do bưởi Tam Hồng có tán thấp, cây lại dễ trồng, bưởi Tam Hồng được ghép trên gốc bưởi Long Hồng hay còn gọi là Long Cổ Cò. Vì thế, cây có ưu điểm sinh trưởng nhanh, kháng sâu bệnh tốt, kể cả bệnh vàng lá. Thời điểm Tết là một cặp trung bình từ 2kg trở lên là giá dao động từ 5 đến 600 ngàn một cặp. Và cái giá hiện tại, cái giá mà không phải bán bưởi Tết thì 1kg là dao động theo thời điểm, tức là thí dụ bưởi Da Xanh khoảng 20.000 thì cái bưởi này nó tầm khoảng 30.000 trở lên một ký, nhưng mà vẫn không đủ để cung cấp ra thị trường. Nét đặc trưng tạo nên sự khác biệt của bưởi Tam Hồng khi chín, trái có màu hồng nhạt, cùi hồng và ruột bưởi màu hồng. Đặc biệt không hạt hoặc hạt rất ít và lép, trái khi thu hoạch có trọng lượng từ 2 đến 3,5 kg. Thấy thì nó lạ, mới mà ở đây thì chưa có. Có lần này ở đây là Thọ đây nó trồng mới mà ăn cũng ngon, chất lượng thấy ngon. Nó không hạt. Thứ hai là cái màu sắc nó đẹp, ăn giòn ngọt. Ở ngoài vỏ này thì nó đỏ. Mình trưng Tết, những ngày lễ Tết mình cũng thấy là nó rất là bắt mắt. So sánh các dòng bưởi thì tôi thấy là cái loại này thì nó đang rất là đạt tiêu chuẩn thị trường. Theo đất này thì thấy nó trồng dễ đấy, còn bị sao không? Ở đây thì trồng bưởi cũng bị vàng lá nhiều lắm, mà bưởi Da Xanh với bưởi Năm Roi á. Mà đến này thấy nó trồng cũng ngon, xanh, tốt. Cây thì cũng rất là tốt, thì trái thì bây giờ cũng tầm khoảng một trái tầm khoảng 3kg trở lên, và cái màu sắc và cái chất lượng rất là tốt. Do thấy có nhiều ưu điểm nên hiện tại anh Thọ đang mở rộng diện tích vùng trồng, đồng thời hỗ trợ cung cấp cây giống và kỹ thuật trồng cho bà con trong vùng. Thưa quý vị, miền Tây vùng đất phù sa, những ngày gần đây, nhiều bạn trẻ rủ nhau check-in vườn nho trĩu quả nằm ngay tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đặc biệt, chủ vườn không thu phí tham quan và rất nhiệt tình tiếp đón. Vườn nho của ông Dương Phước Hùng ở ấp 3 xã Mỹ Ngãi, thành phố Cao Lãnh, rộng khoảng 6.000 m², chia thành hai khu, trong đó khu vườn nhỏ 2.000 m² cho trái trước. Ông Hùng trồng nhiều giống nho như giống 152, nho móng tay đỏ, 126, nho kẹo, nho hạ đen. Sau một năm chăm sóc, các giống này đều đang cho trái. Tuy nhiên, do vụ đầu nên trái còn khá nhỏ. Hiện tại mỗi ngày, khu vườn đón từ 100 đến 200 lượt khách, không thu phí tham quan, nhưng khách vẫn có thể thưởng thức một vài trái nho trên cành để biết hương vị nho trồng ở đồng bằng. Ngoài ra, chủ vườn có bán nước giải khát và bày một vài bàn nhỏ để du khách dừng chân nghỉ ngơi. Vườn nho này khá là hấp dẫn đó chị, mô hình du lịch mới của tỉnh Đồng Tháp mình. Hiện tại thì em thấy các bạn trẻ đón nhận rất là tích cực. Thì hy vọng là cái mô hình du lịch này sẽ ngày càng nhân rộng và phát triển cho du lịch của tỉnh Đồng Tháp mình.
Ông Hùng dự định khi hết đợt trái đầu tiên, ông sẽ tạm ngưng đón khách, sau đó sẽ đầu tư xây dựng mô hình du lịch sinh thái bài bản hơn với nhiều cây trái đã trồng trên vườn. Việc mở miễn phí hiện nay, ông Hùng kết hợp thăm dò thị hiếu của du khách để hoàn thiện hơn trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư này, tỉnh Thái Bình ghi nhận liên tiếp 6 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tỉnh thực hiện giãn cách xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, nơi điều trị cho các ca bệnh cũng bị phong tỏa tạm thời. Và chính trong hoàn cảnh khó khăn này thì nhiều giáo viên trường mầm non thành phố Thái Bình đã kêu gọi cộng đồng cùng chuẩn bị những suất cơm đưa đến bệnh viện, phục vụ y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong thời gian phong tỏa. Mặc dù đang trong thời gian trường học tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch, nhưng nhiều cô giáo ở thành phố Thái Bình vẫn bận rộn từ sáng sớm để kịp chuẩn bị những suất cơm đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình vào buổi trưa. Chúng tôi cũng có con nhỏ tại gia đình, nhưng chúng tôi cũng phải khắc phục, các cháu cũng phải tự trông nhau tại nhà để mẹ có thể là đóng góp một cái phần sức lực nhỏ bé của mình để giúp cho các bác sĩ, giúp cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình có thêm được nguồn động lực, có thêm được cái nguồn tinh thần to lớn. Người khởi xướng cho những hoạt động này là chị Đỗ Thùy Linh, giáo viên trường mầm non mùng 1 tháng 6. Sau khi nghe thông tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh bị phong tỏa tạm thời, hơn 4.000 người gồm cán bộ, y bác sĩ, người nhà và bệnh nhân đều không thể ra ngoài, chị đã kêu gọi cộng đồng giúp sức 24 triệu đồng để chuẩn bị các suất ăn đưa tới bệnh viện. Tôi là một trong những giáo viên mầm non của trường mầm non 16, thì cũng như là có trường mầm non Hoa Phượng hỗ trợ từ giáo viên đến nhà có cơ sở vật chất để mà chúng tôi là làm được đến nay là làm được hơn 400 suất ăn để hỗ trợ cho các bác sĩ và bệnh nhân trong chiến dịch phòng chống COVID. Mỗi ngày, chị Linh cùng các đồng nghiệp phân công nhau từng công việc cụ thể, đảm bảo những suất ăn giàu dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đặc thù khu vực phong tỏa nên tất cả các suất ăn này đều được khử khuẩn trước khi đưa đến tay mọi người. Công việc dù vất vả nhưng mọi người đều vui vẻ vì được đóng góp, công sức, chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu. Đây cũng là những cái việc làm vô cùng nhỏ bé để các bác sĩ thấy yên lòng là bên cạnh các bác sĩ luôn 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 có những người dân đồng hành cùng với bác sĩ. Và khi chúng tôi ra thấy những cái cảnh các bác sĩ thì chúng tôi vô cùng cảm động và chúng tôi cảm thấy biết ơn các bác sĩ vô cùng. Thời gian tới, nhóm của chị Linh sẽ tiếp tục cung cấp bữa ăn sáng cho cán bộ tại trung tâm CDC Thái Bình. Hành động ý nghĩa đó thể hiện trách nhiệm của người dân với cộng đồng xã hội, đồng thời là nguồn động lực tinh thần to lớn giúp lực lượng tuyến đầu yên tâm công tác, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Quý vị thân mến, qua phóng sự này chúng ta càng thấy rằng trong những lúc khó khăn, tình người ấm áp vô cùng, một suất cơm nhỏ thôi, nhưng đó là sự quan tâm chia sẻ với những người đang ở tuyến đầu phòng chống dịch. Những thông tin thế giới thú vị sẽ tiếp tục chương trình Cà phê sáng hôm nay. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 7 tới đây, một bức phác thảo của danh họa Leonardo da Vinci sẽ lên sàn đấu giá Christie ở London, Anh. Giá dự kiến của bức phác thảo này lên tới 17 triệu đô la Mỹ. Bức phác thảo Head of Pier, tạm dịch đầu gấu, có kích thước 7x7cm và có chữ ký của danh họa Leonardo da Vinci, được đánh giá là sáng tác cực kỳ quan trọng trong thời kỳ hội họa phục hưng. Đây là một trong những sáng tác cuối đời của danh họa tài hoa này. Hiện bức vẽ đang được trưng bày tại London. Thời gian tới, nó sẽ tiếp tục được trưng bày tại New York, Mỹ và sau đó là Hồng Kông trước khi lên sàn đấu giá. Thưa quý vị, một trang trại cà phê nằm ngay giữa lòng đô thị sầm uất lâu nay luôn là niềm tự hào của người dân thành phố Sao Paulo ở Brazil. Dù diễn ra trong năm nay với quy mô nhỏ hơn nhiều để phòng ngừa dịch bệnh, song sự kiện thu hoạch vụ mùa mang tính biểu tượng ở trang trại này vẫn rất có ý nghĩa với người dân sở tại. Dưới tiết trời khá thuận lợi, các tình nguyện viên lao động hăng say để thu hoạch hạt cà phê Arabica ở Viện Sinh học, một trong những trang trại cà phê đô thị lớn nhất thế giới ở Sao Paulo. Đây quả là hình ảnh vinh dị và đậm chất đồng quê ngay giữa trung tâm một trong những siêu đô thị của thế giới. Tôi không thể tin được có một nơi như thế này ở thành phố Sao Paulo.
Nó giống như một liệu pháp giải tỏa áp lực cuộc sống, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Trước đại dịch, mỗi mùa thu hoạch tại trang trại thường thu hút khoảng 1.500 du khách tới tham quan. Tuy nhiên năm nay, ban tổ chức chỉ mời một nhóm nhỏ tình nguyện viên để phòng ngừa dịch bệnh. Cách đây 93 năm, Viện Sinh học ở Scarborough được thành lập trong chiến dịch tiêu diệt bọ cánh cứng, chuyên phá hoại cây cà phê. Đến nay, Viện vẫn tiếp tục nghiên cứu các loại sâu bọ phá hoại mùa màng và quyên tặng phần lớn số cà phê thu hoạch hàng năm lên tới 600kg để làm từ thiện. Sau một năm đóng cửa do dịch COVID-19, đỉnh núi Everest đã đón các nhà leo núi nước ngoài đầu tiên kể từ khi chính phủ Nepal cho phép nối lại hoạt động leo núi tại đây. Đáng chú ý, trong số 38 nhà leo núi leo đỉnh Everest lần này có Thái tử Bahrain. Trước khi tham gia chuyến thám hiểm, các nhà leo núi buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19. Từ tháng 3 năm ngoái, nhà chức trách Nepal đã quyết định đóng cửa đỉnh Everest. Do đại dịch bùng phát, nhưng đã mở cửa trở lại vào tháng 4 vừa qua, cũng là mùa leo núi trong năm. Nhà chức trách đã cấp hơn 400 giấy thông hành, cho phép các vận động viên thám hiểm đỉnh núi cao hơn 8.800 mét so với mực nước biển này. Tuy nhiên, một số nhà leo núi đã phải rời trạm dừng nghỉ trên đỉnh Everest sau khi xuất hiện các triệu chứng COVID-19, trong bối cảnh Nepal đang đối phó với làn sóng dịch thứ hai. Trong khi đó, Tây Ban Nha đã lên kế hoạch dỡ bỏ yêu cầu công dân Anh phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính COVID-19 trước khi nhập cảnh kể từ ngày 20 tháng 5, với điều kiện tỷ lệ lây nhiễm tại Anh tiếp tục xu hướng giảm trong thời gian tới. Thông báo được Bộ Du lịch Tây Ban Nha đưa ra như một phần trong lộ trình sửa đổi bổ sung quy định hiện hành của EU đối với du lịch không thiết yếu ngoài khối, dự kiến được thông qua vào ngày 20 tháng 5 tới. Tuy nhiên, dù Anh cho phép nối lại du lịch quốc tế từ ngày 17 tháng 5 sau nhiều tháng cấm hầu hết các chuyến bay nước ngoài, song Tây Ban Nha lại không nằm trong danh sách xanh điểm đến an toàn mà London đặt ra. Điều đó đồng nghĩa người Anh trở về sau chuyến đi Tây Ban Nha sẽ phải tự cách ly 10 ngày và trải qua 2 lần xét nghiệm. Trong khi đó, Bồ Đào Nha là một trong 12 quốc gia và vùng lãnh thổ được Anh đưa vào danh sách xanh. Thông báo này đã khiến người dân Anh đổ xô đặt mua vé du lịch tới Bồ Đào Nha cho kỳ nghỉ hè sắp tới. Thống kê của Skyscanner cho thấy lượng vé đăng ký tới Bồ Đào Nha của người Anh trong tuần trước đã tăng 600% so với trước đó chỉ một tuần. Tập đoàn công nghệ Apple một lần nữa bị kiện với cáo buộc cửa hàng ứng dụng trực tuyến App Store đã tính phí quá cao với người dùng tại Anh. Đơn kiện do một chuyên gia kinh tế kỹ thuật số đứng tên và hiện được Tòa án Phúc thẩm Cạnh tranh Anh thụ lý. Đơn kiện yêu cầu Apple trả lại tiền cho khách hàng Anh. Theo đó, khoảng 19,6 triệu người sẽ được đền bù tổng cộng 1,5 tỷ bảng Anh. Người làm đơn cáo buộc Apple có hành vi độc quyền khi App Store là cánh cửa duy nhất để tải nhiều ứng dụng và Apple nhận khoảng 30% chi phí mua ứng dụng. Về phần mình, Apple gọi đây là một vụ kiện đã được lên kế hoạch và không đáng xảy ra. Tập đoàn này khẳng định luôn đảm bảo cam kết với khách hàng và App Store đã mang lại rất nhiều lợi ích cho nền kinh tế sáng tạo ở Anh. Hiện Apple đang đối mặt với nhiều thách thức pháp lý liên quan đến vấn đề độc quyền khi sử dụng App Store. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đã công bố kết quả cuộc điều tra dân số quốc gia lần thứ 7, cho thấy trong năm 2020 có 12 triệu trẻ em được sinh ra trên toàn quốc, giảm so với năm trước đó. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp số ca sinh mới sụt giảm và là mức thấp nhất trong gần 6 thập kỷ qua. Tổng dân số của Trung Quốc đại lục đã tăng từ 1,4 tỷ người trong năm 2019 lên 1,412 tỷ người trong năm 2020. Tỷ lệ sinh sản của Trung Quốc là 1,3 trẻ em trên một phụ nữ, thấp hơn mức 2,1, tỷ lệ cần thiết cho một dân số ổn định. Ngoài ra, số liệu cũng cho thấy một số vấn đề về cơ cấu đối với sự phát triển dân số của Trung Quốc, ví dụ như sụt giảm quy mô dân số trong độ tuổi lao động và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, mức độ già hóa ngày càng sâu, tổng tỷ xuất sinh sụt giảm và số lượng ca sinh nở cũng sụt giảm. Thưa quý vị, có cung thì ắt có cầu. Hiện nay nhu cầu về những ngôi nhà, phố tích hợp nhà ở với khu thương mại, dịch vụ đang là lựa chọn của những người có khả năng tài chính tốt.
và bắt nhịp xu hướng phát triển chung cũng như nhu cầu của khách hàng muốn nâng tầm cuộc sống. Rất nhiều trung tâm thương mại kết hợp nhà ở và những dịch vụ tiện ích khác được đầu tư xây dựng. Và xu hướng này đã và đang phát triển tại các địa phương trong tỉnh, có thể điểm như trung tâm thương mại Đồng Xoài The Light City, Happy Home hay mới đây là Diamond City tại Lộc Ninh. Những ngôi nhà phố đáng sống như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Bắt nhịp xu hướng phát triển tất yếu, đó là ngày càng có nhiều người quan tâm đến không gian sống, nghỉ dưỡng, nên nhiều nhà đầu tư đã kiến tạo một cuộc sống đa dạng, đủ đầy để chủ nhân những căn hộ thấy rằng nơi mình đang sống là đáng sống nhất. Thịnh Phương là đơn vị tiên phong đi đầu về việc mà triển khai dự án kết hợp với các cái hạ tầng rồi tiện ích. Đối với tôi và toàn thể dân của thành phố Đồng Xoài là mình được một cái trung tâm thương mại như thế này thì nó sẽ nâng cái tầm của thành phố Đồng Xoài lên, là nâng cao cái dân trí và được cho tất cả những người dân được hưởng những cái gì mà tinh hoa nhất, là xứng đáng là một thành phố thông minh. Với thiết kế hiện đại sang trọng theo lối kiến trúc châu Âu, song cách bố trí tuân theo gu Việt, những ngôi nhà phố, những căn hộ cao cấp sẽ đem đến cho chủ sở hữu có một cuộc sống thời thượng bởi tiện ích đa dạng, dịch vụ đẳng cấp, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng mà không cần phải đến những thành phố lớn. Chúng tôi cũng sẽ xây dựng một cái khu biệt thự mang cái tính nội bộ và được canh gác là 24/24, là nơi có thể là xây dựng nhà ở trên cơ sở là hướng đến cái mục tiêu là nghỉ dưỡng cho các cái đối tượng mà có nhu cầu. Với sự xuất hiện của một trung tâm thương mại này thì ngay bản thân công ty mình là làm về đầu tư, làm về xây dựng thì cũng mong muốn rằng là sẽ về Bình Phước để mà tham gia xây dựng hoặc là đầu tư tại Bình Phước này. Không gian sống thượng lưu, đặc quyền trải nghiệm tiện ích riêng tư, biệt lập là những ưu điểm vượt trội mà nhà phố đem lại cho chủ sở hữu. Hưởng thụ cuộc sống xứng tầm với khả năng của bản thân là cách chúng ta đang nâng niu và trân trọng giá trị bản thân. Cùng với đó sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Sau giờ làm việc căng thẳng trở về nhà, sau đó thì đắm mình dưới hồ bơi mát rượi hay bước vào phòng tập gym với những bước chạy đổ mồ hôi, mọi căng thẳng sẽ tan biến rất nhanh, phải không quý vị? Vâng, một cuộc sống đáng hướng tới, phải không quý vị? Và sau khi nhâm nhi tách cà phê cùng những thông tin của chúng tôi đem lại, quý vị hãy bước vào một ngày làm việc sung sức nhất để chúng ta sớm tận hưởng những giá trị tuyệt vời của cuộc sống nhé! Đến đây thì thời gian dành cho chương trình Cà Phê Sáng đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Meow.